Lộ diện con gái độc nhất bị giấu kín 28 năm của Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng. Nổi tiếng với vai diễn Tôn Ngộ Không trong series phim dài kỳ, nhưng ít ai biết Lục Tiểu Linh Đồng có cô con gái vô cùng dễ thương, nhưng ông lại ít khi chia sẻ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tôn Ngộ Không bất ngờ tiết lộ về cô con gái độc nhất của mình. Được biết con gái của Lục Tiểu Linh Đồng hiện đã 28 tuổi và đang du học tại Canada. Dù rất yêu thương và hiếu thảo nhưng con gái ông lại không muốn nhiều người biết mình là con gái của Tôn Ngộ Không. Lục Tiểu Linh Đồng cho biết tên gọi ở nhà của con gái ông là Nụ Nụ, hiện đang học Đại học Canada. Nụ Nụ là một thiếu nữ Bắc Kinh điển hình, tính cách vui vẻ, thẳng thắn, không thích vòng vo. Lục Tiểu Linh Đồng nói khi Nụ Nụ còn nhỏ, tôi từng kể cho con bé nghe nhiều câu chuyện trong Tây Du Ký. Mọi người xung quanh cũng thường trêu con bé rằng cha cháu là Tôn Ngộ Không đấy. Lâu dần con bé cho rằng cha nó là Tôn Ngộ Không thật và Tôn Ngộ Không cũng chính là cha nó. Vậy thì con bé hẳn cũng là một chú khỉ gái. Chưa dừng lại ở đó, Lục Tiểu Linh Đồng còn hé lộ khi Nụ Nụ bi bô học nói từ đầu tiên mà con bé nói được không phải là ba, mẹ mà là khỉ. Trong nhà tôi có rất nhiều những vật dụng, đồ trang trí có hình Tôn Ngộ Không hoặc liên quan đến Tây Du Ký. Nụ Nụ cứ thế lớn dần lên trong không gian như vậy. Có lần con bé nghiêm nghị hỏi tôi, ba ơi, Tôn Ngộ Không của ba và người máy biến hình ai mạnh hơn? Đồng thời nam diễn viên còn bật mí, từ nhỏ Nụ Nụ đã biết tự nấu cơm giặt đồ. Khi đi học, con bé thường mang nước lọc ở nhà đi. Nụ Nụ cũng có thói quen gom chai lọ bỏ đi, sách báo cũ đem đi bán. Vì là nhà ông gần chợ, nên con cái cũng thường mang đồ đến đó. Hai cha con thường cũng đi chợ cùng nhau, nhưng con cái Lục Tiểu Linh Đồng chưa bao giờ mẹ nheo, đòi mua thứ này thứ kia, cũng chưa bao giờ khóc lóc ăn vạ vì không được mua đồ chơi mình thích. Có lần đi bộ lâu sợ con mệt, ông định bắt taxi về nhà, nhưng con gái lại nói, ba ơi đừng bắt taxi, đi xe buýt về nhà là được rồi. Lục Tiểu Linh Đồng nói thêm, ông cũng thường cùng con bé vui đùa, bơi lội, trượt băng, chơi bóng, lướt ván, đánh cầu lông. Ông nói với con rằng là 72 phép thần thông quảng đại của Tôn Ngộ Không không phải sinh ra đã có, mà do vượt trùng dương, mạo hiểm cả tính mạng để tầm sư học đạo. Vì vậy nếu con muốn thành tài thì phải chịu khó học tập và rèn luyện. Ông cũng kể cho con bé nghe về gia đình dòng họ để con bé hiểu được những thăng trầm của gia tộc. Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ rằng, tôi chưa từng đánh mắng con cho dù thành tích học tập của con chưa tốt. Tôi cũng chỉ nói với con rằng kết quả thi chưa tốt cũng không sao, nhưng nhất định phải thành thật nói với ba mẹ, chúng tôi cần tìm rõ nguyên nhân. Ông nói thêm, khi còn nhỏ Nụ Nụ thường xuyên kể về tôi, nhưng lớn dần lên, con bé không còn nhắc đến ba nhiều nữa, dù là với ai hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thậm chí nhiều khi đi ra ngoài cùng tôi, con bé cũng giữ khoảng cách nhất định tránh để phóng viên chụp được. Tôi từng hỏi con bé vì sao, con bé bảo rằng muốn tự chọn cuộc sống cho riêng mình, không muốn bị xăm soi bởi thế giới bên ngoài. Năm nay, Nụ Nụ đã 28 tuổi rồi, con bé không muốn hình ảnh của mình bị công khai, cũng không muốn đi đâu bị nhận ra. Tôi là vua Hồng, đều tôn trọng quyết định của con, tôi nghĩ cuộc sống bình lặng như vậy cũng không có gì không tốt. Vợ chồng tôi đều cố gắng bảo vệ con, chưa từng đưa ra cho con bé xuất hiện trước công chúng. Bất kể là trên TV hay trong các sự kiện, tôi đều không đưa con bé đi cùng. Đến nay, những hình ảnh của Nụ Nụ mà mọi người nhìn thấy đều là khi con bé còn nhỏ. Nụ Nụ đã ra nước ngoài học tập, đặc biệt khiêm tốn, hiểu chuyện. Khi đi máy bay, con bé thường ngồi vé thường. Mỗi lần trở về đều có sự thay đổi rất lớn. Nụ Nụ càng ngày càng chín chắn, trưởng thành và lý trí. Con bé cũng rất hiếu thảo với tôi và Vu Hồng. Nụ Nụ thường giúp tôi sưu tầm rất nhiều vật dụng liên quan đến khỉ hoặc Tây Du Ký. Con bé cũng biết cách làm cho tôi và Vu Hồng vui. Hiện tại Nụ Nụ rất ít khi về nước. Mỗi khi nhìn thấy con bé kéo hành lý trở về, tôi lại không kìm lòng được, nước mắt cứ trào ra. Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai khỉ Tôn Ngộ Không từ năm 6 tuổi. Ông sớm nổi tiếng trên cả nước và đến 52 tuổi được phong là Nam Hầu Vương. Hiện tại ở tuổi 59, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn đam mê với vai diễn Tề Thiên Đại Thánh. Chuyện tình đẹp như mơ giữa Tôn Ngộ Không và Hoàng hậu nước Thiên Trúc. Có lẽ Lục Tiểu Linh Đồng là người thắng lợi nhất trong ekip làm phim Tây Du Ký 1986, vì bên cạnh sự thành công xuất sắc trong vai diễn kinh điển Tôn Ngộ Không, diễn viên nổi tiếng này còn tìm được ý trung nhân, người vợ rất xinh đẹp Vu Hồng, người từng đóng vai Hoàng hậu nước Thiên Trúc. Nhắc đến duyên nợ với người bạn đời, Lục Tiểu Linh Đồng qua nhiều năm vẫn không thể nào quên nổi. Ông cho biết, mùa hè năm 1983, khi đoàn phim đang bận rộn với lịch quay, đạo diễn Dương Khiết dẫn tới một cô gái và giới thiệu. Đoàn thiếu người, công việc thư ký giờ chuyển giao cho cô Vu Hồng đảm trách.
Lúc đó ấn tượng về cô gái trong mắt Tô Ngộ Không là cô cao ráo, dáng điệu trang nghiêm, như lời nói hòa nhã, cởi mở, cô nói với cả đoàn. Tôi đến đây để học hỏi, xin mọi người giúp đỡ. Lục Tiểu Linh Đồng dò hỏi thì được biết cô gái vốn người Bắc Kinh và sinh ra trong gia đình minh nghiệp. Khoảng thời gian đó Lục Tiểu Linh Đồng quê ở xa, quê gốc của ông ở Thượng Hải, nên ít khi về nhà, hầu như toàn ở lại khách sạn cùng đoàn. Dần dà trở nên thân thiết hơn với cô thư ký của đoàn. Một dịp đoàn tới Tô Châu quay phim và có một ngày rảnh rỗi, Linh Đồng có ý định đi thăm khu hổ Khâu Sang. Cả đoàn ai cũng trêu Vu Hồng, Tiểu Vu cô có dám đi vai nấy không? Vu Hồng khi ấy im lặng rồi âm thầm đi theo Linh Đồng. Hai nghệ sĩ sau này tâm sự đó là những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ không thể nào quên. Bởi những phút giây cùng ngồi xe tới núi Hổ Khâu, cùng bước đi trên con đường sỏi đá, không gian tĩnh mịch, họ dường như đã hiểu được tiếng lòng của nhau. Nếu như bây giờ đoàn làm phim của một cặp đôi yêu nhau hẳn sẽ được tận dụng để làm quảng bá, nhưng cách đây hơn 20 năm, cũng như rất nhiều ekip sản xuất phim của nhà nước khác, đoàn làm phim Tây Du Ký cấm các thành viên trong đoàn yêu nhau để tránh ảnh hưởng tới công việc chung. Vậy là hai người phải yêu trong giấu giếm. Diễn viên Mã Thiếu Hoa đảm nhận vai Trư Bát Giới từng tiết lộ khi yêu trộm Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng thường nhờ anh làm người liên lạc vì sợ đoàn làm phim biết. Vào mùa hè năm 1985, khi đoàn làm phim quay tập Quang Phong Bật Bả Ôn, Lục Tiểu Linh Đồng bị tai nạn khá nghiêm trọng và buộc phải nghỉ dưỡng thương 3 tháng. Suốt thời gian ấy, với bản tính nhút nhát của mình, Vu Hồng cứ liên tục chạy ra chạy vào giữa phim trường và bệnh viện để tiếp tế thuốc men, hoa quả và động viên Lục Tiểu Linh Đồng. Chứng kiến sự chăm sóc hết lòng của người yêu, Lục Tiểu Linh Đồng quyết định công khai tình cảm. Tưởng nữ đạo diễn Dương Khiết sẽ đùng đùng nổi giận vì chuyện yêu đương có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nào ngờ bà nhìn thấy từ lâu và rất ủng hộ đôi trai tài gái sắc này. Chuyện gì đến cũng phải đến, hai người quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 12 tháng 6 năm 1988, trùng với ngày diễn ra lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 6, và Lục Tiểu Linh Đồng lại chính là nam diễn viên xuất sắc nhất của năm. Những tưởng Song Hỷ Lâm Môn sáng làm đám cưới tối được nhận giải, thì bất ngờ Lục Tiểu Linh Đồng nhận được sự điều động sang Singapore thực hiện tuyên truyền cho Tây Du Ký. Thời đó, chỉ thị của nhà nước là mệnh lệnh bất di bất dịch nên Lục Tiểu Linh Đồng đã không thể ở Bắc Kinh để nhận giải thưởng của mình và cũng không thể tổ chức đám cưới theo đúng dự kiến. Tuy nhiên, Vu Hồng và Lục Tiểu Linh Đồng đã không thay đổi quyết định của mình. Singapore vẫn cứ đi, công việc vẫn phải làm và đám cưới vẫn cử hành, nhưng theo một cách rất riêng. Theo đó, tại Bắc Kinh, trước đông đảo nghệ sĩ, quan khách và báo giới tham gia lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 6, thay vì tuyên bố Lục Tiểu Linh Đồng là nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm, thì người chủ trì chương trình đã tuyên bố hôm nay Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng làm lễ kết hôn. Cùng lúc đó, tại Singapore, trong hội trường trước rất nhiều đồng nghiệp và khán giả, Diêm Hoài Lễ, nam diễn viên thủ vai Sa Tăng đã nói, hôm nay, lúc này, sư huynh Tôn Ngộ Không của tôi chính thức kết hôn. Vậy là Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng đã nên vợ chồng trong một đám cưới, mà cô dâu và chú rể mỗi người ở một nơi. Thế là sáng hôm sau, đồng loạt các trang báo xuất bản ở Trung Quốc đều giật tích lớn, Lục Tiểu Linh Đồng kim bản để danh Động Phòng Hoa Chúc. Song ít người biết rằng đêm Động Phòng Hoa Chúc của chàng Tôn Ngộ Không và nàng thư ký trường quay chỉ là cuộc điện thoại đường dài Singapore-Bắc Kinh. Sau đám cưới hụt đó, hai người nghệ sĩ này cũng chưa hề tổ chức một buổi lễ chính thức nào. Lục Tiểu Linh Đồng tâm sự, chính vì điều này nên lúc nào tôi cũng cảm thấy mình nợ cô ấy. Thôi thì đợi đến đám cưới vàng, chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới thật to. Và cách đây không lâu, khi nhắc đến người vợ ân tình của mình, Mỹ Hậu Phương đã viết một dòng tâm sự dài trên blog cá nhân. Với hôn nhân của mình, tôi vẫn nói một câu. Nếu tôi là một cánh diều, thì cô ấy là người thả diều. Người thả diều luôn biết lúc nào cần níu chặt, lúc nào cần thả lỏng dây để cánh diều bay cao, bay xa mà không bao giờ bị đứt dây. Vì cô ấy như vậy, nên tình cảm của chúng tôi luôn bền vững đến ngày hôm nay. Từ tận đáy lòng tôi biết ơn vợ mình một cách chân thành và sâu sắc. Cuộc sống vợ chồng của Tôn Ngộ Không, Đường Tăng ra sao? Mã Lan, Lý Linh Ngọc, những mỹ nhân của bộ phim nổi tiếng Mỗi Người Một Phận, nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng kết hôn với Vu Hồng, bạn diễn trong đoạn phim năm 1988. Nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng kết hôn với Vu Hồng, bạn diễn với đoạn phim năm 1988. Hai người từng có một mối tình lãng mạn trong suốt thời gian cùng trèo đèo lội suối. Để hoàn thành những cảnh quay của Tây Du Ký, đôi vợ chồng giờ sống rất hạnh phúc cùng một con gái, năm nay 23 tuổi. Đường Tam Tạng, Trì Trọng Thụy kết hôn với một phụ nữ hơn ông đến 11 tuổi, thương gia Trần Lệ Hoa. Trong khi vợ là một doanh nhân thành đạt nhất nhì Trung Quốc với khối tài sản lên đến 5,5 tỷ nhân dân tệ,
Trì Trọng Thụy có một sự nghiệp không mấy rộng mở, và vì điều này, ông bị chế giễu là cái bóng của vợ giàu có. Tuy nhiên, vượt qua những ồn ào thị phi của dư luận, hai người vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Nữ diễn viên Dương Xuân Hà trong vai Bạch Cúc Tinh, ngoài đời thật cô kết hôn với nhạc sĩ Lâm Hâm Đào và có một cuộc sống vợ chồng êm ấm. Tuy nhiên, năm 2006, nhạc sĩ Lâm qua đời vì bệnh ung thư, để lại Dương Xuân Hà một mình một bóng. Lý Linh Ngọc vai Ngọc Thố Tinh của thiếu nữ Thiên Trúc sau lần hôn nhân đầu tan vỡ. Lý Linh Ngọc kết hôn lần hai với một người đàn ông Canada. Tuy nhiên, 6 năm sau đó, cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ. Hiện tại Lý Linh Ngọc một mình nuôi hai con và không tái hôn. Thiết Phiến công chúa Vương Phượng Hà, cô kết hôn với một đồng nghiệp trong đoàn kịch. Hai người sống rất hạnh phúc cho đến khi cô qua đời vì ung thư năm 1993. Hạnh Tiên Vương Linh Hoa kết hôn với một người đàn ông Canada, sau đó cùng chồng sang nước ngoài định cư. Theo một nguồn tin, Linh Hoa có hai con trai, công việc của cô là dạy múa. Diễn viên Mã Lan vai mẹ của Đường Tam Tạng, năm 20 tuổi, cô kết hôn với đạo diễn Dư Thu Vũ. Dù vị này hơn cô đến 20 tuổi, dù chênh lệch tuổi tác, nhưng hai nghệ sĩ sống rất hòa hợp bên nhau. Vạn Thánh công chúa do Trương Thanh thủ vai, mặc dù nổi tiếng xinh đẹp tài năng, nhưng năm 1991, Trương Thanh theo chồng bỏ cuộc chơi. Sau khi kết hôn, cô và chồng sang nước ngoài lập nghiệp kinh doanh và 7 năm sau đó mới quay trở lại quê nhà. Hey,